Vario của mình zin nha, chuẩn bị lên bộ khác cho nó nổ đã hơn, bởi vì nóng quá. Hai cái bộ khác rồi mình quay cho anh em xem nữa. Sau khi mình dẫn cái bộ ORBR xong mình chạy nhanh với chậm cho anh em nghe nha, bộ này nó như thế nào ha. Bộ zin gỡ ra gắn nguyên cây luôn. Em đi chậm thì nó không có ồn, đi cũng đỡ sợ công an. Rồi, anh em nó xem clip nha. Rồi, tiếp tục công việc. Rồi, cách ly thứ 11.